kiện kinh tế việc làm vẫn còn khó khăn, việc sở hữu một tấm bảng IELTS để tạo lợi thế cho bản thân là cực kỳ cần thiết. Và đầu năm mới là thời điểm cực kỳ thích hợp để bắt đầu chinh phục mục tiêu này. Thay vì khai bút đầu xuân, hãy khai phá khóa học IELTS của Admicro nhé. Đảm bảo là việc học IELTS cứ tới đích vèo vèo. Dành cho những bạn chưa biết, Admicro là app học IELTS đầu tiên sử dụng công nghệ AI với 3 ưu điểm vượt trội. Có thể học cả trên điện thoại và máy tính vô cùng tiện lợi, chủ động hoàn toàn trong quá trình học tập, dù là ở đâu hay bất cứ lúc nào, chỉ cần có mạng là học được. Hệ thống AI thông minh không chỉ chấm chữa không giới hạn, mà còn đưa ra nhận xét để cải thiện dựa trên bài làm cá nhân của bạn. Năm mới là thời điểm cực kỳ thích hợp để bắt đầu hành trình chinh phục IELTS thì chần chừ gì nữa. Mọi người nhanh tay đăng ký nhé.